Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày 24 tháng 10 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Thừa lệnh đảng VTV xỉ vả người đi cứu trợ. Trong bản tin ngày 21 tháng 10 năm 2020, biên tập viên Liên Liên của đài VTV1 đã phát tin rằng các đoàn thiện nguyện của dân đã làm ảnh hưởng đến việc cứu trợ của chính quyền địa phương. Thậm chí các công tác cứu trợ ấy không những không hiệu quả mà còn ảnh hưởng thêm những người dân nữa. Phát ngôn sai lệch này của VTV khiến công luận, đặc biệt là những người dân vùng lũ, đã bức xúc. Dư luận Việt Nam cũng cho rằng Đài truyền hình Trung ương Việt Nam VTV đã xúc phạm người dân và yêu cầu nhà đài phải đính chính xin lỗi. Đây là hình ảnh chụp màn hình chương trình phát tin về cứu trợ người dân ở vùng lũ tỉnh Quảng Bình do đài VTV1 thực hiện và phát hôm 21 tháng 10 năm 2020. Cụ thể, biên tập viên Liên Liên nói rằng, như vậy, công tác cứu trợ của những đoàn thiện nguyện không những không đạt hiệu quả mà còn ảnh hưởng tới công tác cứu trợ của chính quyền địa phương nơi đây. Việc tự đi di chuyển bằng tàu thuyền của các đoàn thiện nguyện nó còn ảnh hưởng thêm cho người dân nữa. Ví dụ, đi bằng những cái tàu thuyền to như thế này, họ chỉ tay ra sau những tàu đánh cá mà không biết cách điều chỉnh tốc độ có thể sẽ làm sóng đánh vào những nhà dân. Trong khi nhà dân hiện nay họ đã bị ngập sâu nhiều ngày, có thể dẫn tới sụp đổ nhà dân. Và đây là những thông tin liên quan đến công tác cứu trợ tại tỉnh Quảng Bình và những khuyến cáo của tỉnh Quảng Bình đến thời điểm này. Phát ngôn của biên tập viên VTV nhận được sự phản đối của chính những đồng nghiệp trong ngành của họ. Nhà báo Trương Quang Nam đã có riêng một bài viết mang tựa đề "Sự quái gở của Liên Liên và ekip VTV thực hiện bản tin lũ" để phản bác nội dung này. Đây là hình ảnh những người ngư dân của Việt Nam đã góp thuyền cứu trợ vùng lũ. Nhà báo Nam đã viết như sau: "Với tư cách là người dân vùng lũ và là người lăn lộn trong vùng lũ, tôi phải lên tiếng về những sai sót trầm trọng mà không có ngôn từ nào diễn đạt được sự bức xúc của những người dân vùng lũ, của những người đã chung tay làm công tác cứu dân vùng lũ khi hoạn nạn nhất. Tôi đồng ý về chủ đề bài là cô này hướng đến, đó là còn có những khoảng chưa phù hợp trong công tác cứu trợ tự do, nhưng cách dẫn chứng mổ xẻ lập luận của cô này thì quá điên rồ. Là bởi đó là sức mạnh của nhân dân và trong bất cứ tình huống, thời điểm nào thì sức mạnh này cũng vô biên. Mỗi người chung một tay thì việc gì cũng xong, nguồn lực của các cá nhân, các tổ chức đến cứu trợ là đáng giá hơn ngàn vàng trong những ngày vừa qua. Hàng chục nghìn căn nhà dân ở khắp nơi chìm trong biển nước, dân cầu cứu, kêu van khắp nơi. Ai cứu được nổi đây, cô Liên và ekip VTV phải không? Một người có được một miếng ăn lúc đó đáng giá hơn mâm cỗ ngày thường. Tôi hỏi cô và nhà đài, nếu tất cả dồn đổ về cho chính quyền địa phương thì liệu chính quyền có mang đi đến hết chỗ những người dân tức thời được hay không, hay lại huy động nhân dân hoặc để đó? Nghĩ sao mà cô nói như vậy không những không hiệu quả được nhỉ? 2-3 ngày đầu trong lũ, người dân không có hạt cơm đấy cô ạ. Đặc biệt, nhà báo Nam cũng đã đưa ra những phân tích rõ ràng để phản bác lại những dẫn chứng của biên tập viên Liên Liên về việc đi bằng những tàu thuyền to mà không biết cách điều chỉnh tốc độ có thể dẫn tới sụp đổ nhà dân. Đây là hình ảnh những chiếc ghe cứu hộ của đoàn ngư dân đưa người dân thoát khỏi vùng nước lũ về nơi an toàn trong chiều ngày 19 tháng 10. Ông Nam viết tiếp như sau: "Quái gở hơn, mấy ngày lũ cao điểm không thấy cô này đâu, bỗng nhiên nhảy sổ ra đứng trước tàu thuyền đánh cá của người dân đang nằm nghỉ trong đêm tối để dẫn và phê phán những con tàu thuyền vĩ đại này. Tôi xin lạy cô mấy lạy. Cô là gì mà dạy các ngư dân sống chết trên biển rằng mà không biết cách điều chỉnh tốc độ? Cô cũng chưa hề biết tàu thuyền đánh cá như nào hay sao mà cho rằng ví dụ đi bằng những tàu thuyền to như thế này. Xin thưa, trên biển đó là thuyền loại nhỏ nhất và ngư dân chạy trong lũ với tốc độ gần như không tạo sóng. Cô biết vì sao không? Vì bà con biết chạy nhanh là sóng đánh. Họ biết trước khi cô chưa ra đời ấy, vì có nhiều ngư dân lớn tuổi hơn cô mà dân làng biển nhiều cậu tầm 5 tuổi là đi biển rồi. Vì họ chạy chậm lại để giỏng tay lên nghe xem trong các nhà dân có phát ra tiếng gì hay không. Họ chạy chậm để thả hàng, cứu người. Họ chạy chậm vì luồn lách trong khu dân cư, vì cây cối, dây dợ chẳng chịt. Cô không đi nên cô cũng không biết. Và khu dân cư là không nhấn ga, chỉ để ga lăng ti cho máy đủ nổ mà họ chèo tay với chống xào cho thuyền đi. Ekip VTV và cô Liên có biết không, lũ năm nay lịch sử và cũng lịch sử khi lần đầu tiên thuyền đánh cá của ngư dân
miệt biển Hải Ninh và ngư dân, ngư thủy hò hét nhau bật dậy khỏi giường nửa đêm mang vác, đẩy bộ thuyền vào vùng lũ để cứu dân. Bởi họ sót những tiếng kêu cứu, bởi tình người, tình đồng loại, đồng hương. Tôi là người gần như lên thuyền này đầu tiên để cùng họ đi cứu dân, đi tác nghiệp. Ngoài việc có thêm thuyền để cứu thêm được nhiều người, thì những thuyền này là đại ca trong lũ dữ, rất yên tâm. Đến trưa ngày 19 tháng 10, nhiều ngư dân trên thuyền còn chưa ăn gì và họ thức từ đêm hôm qua đến giờ đó. Rồi vợ con họ cũng chạy quanh làng trên biển để nấu cơm, mua lương thực, thực phẩm để chuyển vào cho dân vùng lũ. Cô có biết không, trong khi dân làng biển bãi ngang đó cực nghèo, đó là cuộc cứu nạn lịch sử nhé cô và VTV. Nhà báo Dương Phong cũng bất bình với cách làm việc của biên tập viên Liên Liên cũng như đài truyền hình Việt Nam và yêu cầu VTV phải chính thức xin lỗi những chiến binh ngư dân. Đây là hình ảnh thuyền của ngư dân xã miền biển Hải Ninh ứng cứu người dân vùng lũ. Ông viết tiếp như sau: không biết cô gái này vào tâm lũ Quảng Bình từ ngày nào mà dám phủ nhận công lao của ngư dân miền biển Hải Ninh, ngư dân ngư thủy với dân gặp nạn đại hồng thủy ở đây. Hơn 4 ngày liên tiếp, ngư dân đã kéo vào hạ thủy gần 100 tàu để vừa cứu người, vừa tiếp tế giúp dân, chia sẻ áp lực với lực lượng cứu hộ, ứng cứu hàng ngàn người thoát khỏi thảm họa lũ lụt. Họ cứu dân trong đêm lũ cao nhất giữa màn đêm mưa xối xả trà. Dân kêu cứu khắp nơi thì ngư dân đã tiếp sức rõ ràng, mạnh mẽ. VTV đã phát bản tin này là gây chia rẽ tình nghĩa đồng bào, tình anh em, người biển với người đồng bằng. Các cơ sở và ban ngành cần có ý kiến. Công lao ngư dân trong trận đại hồng thủy này rất lớn. Khi họ thuê xe chở thuyền vào cứu dân, vợ con họ ở biển góp gạo, góp tiền, mua mắm muối, nấu cơm, bánh ngọt, lương khô, áo quần và tận tâm lũ trên ngọn nước cao nhất để phát cho người dân. Có người khi được cứu muốn ủng hộ dầu đèn, họ không lấy một đồng, dứt khoát không lấy. Họ biết lúc nào con nước đủ chảy để thuyền họ chạy, lúc nào con nước không đủ để thuyền họ chạy, họ hạn chế lại, giữ cho vùng lũ một số chiếc cần kíp khi cần. Trên mạng xã hội rất nhiều tiếng nói yêu cầu đài VTV phải cải chính và xin lỗi người dân Quảng Bình. Đây là hình ảnh nhiều thuyền ngư dân xã Hải Ninh được đưa lên ô tô lao về vùng lũ trong đêm tối. Facebook Sơn Bùi đã bình luận như sau: phát biểu của phóng viên Liên Liên không những không có cơ sở mà còn xúc phạm và phủ nhận công sức to lớn của cộng đồng suốt mấy ngày vừa qua. Được biết, nhờ có hàng chục chiếc thuyền đánh cá của ngư dân kéo vào vùng lũ, cứu hộ suốt ngày đêm mà hàng ngàn người đã thoát chết. Cũng nhờ có hàng ngàn chuyến hàng cứu trợ của cộng đồng và những nhà hảo tâm mà hàng vạn người dân đã nhận được thực phẩm và các nhu yếu phẩm kịp thời. Chưa kể hàng trăm những đoàn thiện nguyện tiếp tục lên đường để giúp bà con tái thiết cuộc sống sau những lũ lụt. Anh Sơn cũng nhận định rằng, tại một lỗi nữa đưa tin của chính ban biên tập Liên Liên, anh cho biết, chính phóng viên này trong một chương trình thời sự khác cũng gọi những người dân thôn Hoành là ổ nhóm khủng bố, gây phản loạn, nhưng thực tế họ không hề bị truy tố bởi những tội danh như vậy. Theo anh Sơn, sau bản tin này, fanpage trên Facebook của VTV đã phải ẩn tất cả các bình luận của người xem. Nick Liên Liên VTV cũng không thể tìm thấy trong mục tìm kiếm. Sự việc này đã khiến dư luận nhớ lại vụ việc phóng viên Anh Quang của đài VTV trong một phóng sự truyền hình đã gọi những người bán hàng rong là ký sinh trùng, khiến dư luận hết sức phẫn nộ. Phản ứng mạnh mẽ của cộng đồng mạng khiến phóng viên này đã phải viết lời xin lỗi trên trang Facebook cá nhân của mình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Bảy ngày 24 tháng 10 năm 2020 với bản tin Thừa lệnh đảng VTV xỉ vả người đi cứu trợ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.